ăn mà anh kẹp. Dạ Sumo, chiếc bụng không đáy. Truyền thống để phục vụ tiệc cưới với ngày lễ hội của mọi người. Ở đây em thấy có long lân quy phụng là mình để làm gì hả chị? Làm lễ chấp hỏi. Làm lễ chấp hỏi luôn. Đây làm lễ chấp hỏi cho khách vừa giả xong. Cái này là từ mình từ mình làm. Từ mình làm hết luôn. Làm như bộ lễ rất là đẹp. Trời ơi, mấy bộ này áo dài này đẹp quá chị Bé Anh. Đây là áo dài của các bà xui. Bà xui đây, còn đây là cô dâu. Đôi xui, đây cô dâu đây. Cô dâu ở chỗ, bên đâu? Này. Đâu à? Đây cô dâu đây bên này. Ôi đẹp nhá, bữa nay anh cho vợ mặc bộ nha. Đây, ôi đây là của các bà xui, của các cô dâu đầy đủ cả. Nhà còn làm đẹp cho các cô dâu, các bà xui nữa. Mình trang điểm luôn. Trang điểm cho cô dâu luôn. Giờ là riêng về áo dài cô dâu thôi là mình có trang phục của chú rể mà. Có. Có luôn bé. Giấy trong đâu chị mở đèn cho em xem nữa. Ở trong đây là bê cháp. Đây là những bộ áo dài bê lễ bê cháp. Đây là những cái mẫu để mà chú rể này là sao lại thích cá chép nhỉ? Cá chép khoáng rồng. Thì ra là chú rể lấy cô dâu là cá chép khoáng rồng luôn đấy. Còn ở trong đây, đây trong này là những bộ quần áo. Mà cho em hỏi là đồ này là mình tự đặt may, mình may luôn hay là sao ạ? Chị có xưởng làm. Có xưởng làm luôn. Giỏi ta. Để làm thiết kế ra những này. Đây là đồ của cô dâu chú rể bộ đôi. Chuyên về áo dài truyền thống Việt Nam mình. Em rờ vô cái vải á chị Bé Anh. Nó mềm á, đã nhờ. Rồi cô dâu nào mà mặc đồ mép đồ này lên thì em nghĩ là cô dâu đó là xinh nhất trong ngày cưới. Rồi khách thuê vãn rồi. Còn nhiều lắm, dày đặc luôn. Nhiều khách thuê vãn. Dạ khách thuê nó vãn đi rồi. Thì đó bên đây là đồ chú rể đúng không ạ? Mình bọc vào cho nó sạch. Đồ chú rể bọc vào cho nó sạch. Mà cho em hỏi là nếu mà số điện thoại để mình đặt á, mình đặt là số bao nhiêu mà chị Bé Anh nhờ? 0904 017274. 0904 017274. Đây là luôn chỉ tại số nhà 24 đường Kim Ngọc, phường Như Quyền, tỉnh 24 đường Kim Ngọc, tỉnh Vĩnh Phúc. Đẹp quá luôn ha. Đẹp, nhìn giống tranh nhân gian đồ ha. Chị theo những tranh nhân gian này, này giống như vua luôn á, áo mình của vua luôn ấy. Long lân quy phụng rồi. Long lân quy phụng đồ các kiểu. Ôi đây là có cặp Thiên Nga này em. Đây em đang quay luôn. Chị Nga đẹp chưa? Đỉnh tiến tiến lên đẹp ha. Đỉnh đẹp quá. Đây là công. Hạt. Hạt công ha. Hạt với lại công. Vải này hay nhờ. Không biết là vải gì nhưng mà rồi vô nó vừa cứng cứng mà nó vừa mềm mềm. Hàng sơn dầu. Anh chứ lần đầu tiên em chạm vô em thấy nó lạ lạ sao á. Hàng sơn. Cái mẫu này nó hàng sơn dầu. Mình giặt nó bị chảy màu lắm nhờ. Không hề. Hay hả? Đây đây. Quá đẹp. Hàng cao cấp. Xuất sắc nha. Quá đẹp. Thường thường một bộ áo dài như vậy là chị Bé Anh cho thuê giá bao nhiêu? Tùy em. Hàng cao cấp thì là nó sẽ tiền nó sẽ cao hơn một chút. Ví dụ đi, bây giờ bình quân đi. Bình quân thì là 1 triệu một cặp, còn bình thường là 500 một cặp. Cao cấp hơn một chút là 1 triệu một cặp. Là cô dâu với chú rể đúng không? Đúng rồi. Còn nếu mà bình thường thì là 500 một cặp. 700 tùy. Nói chung là tùy vào từ giá từ 1 triệu trở xuống vài trăm. Đấy cứ vậy đi. Cho dễ tính. Đây bỏ áo dài này cũng rất đẹp nên là đúng rồi. Yeah. Đây con. Truyền thống nè. Đây hoa sen là biết truyền thống rồi. Biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam mình. Rồi thôi, chi tiết ha. Còn đây bộ dài này nữa này. Đẹp ghê chưa?
Hoa này hoa gì hả chị lấy em nhỉ? Hoa cúc. Hoa cúc. Quá đẹp. Cái màu của vàng của hoa cúc kết hợp với kim cái gì hoa hộp sáng, hộp đá sáng nhìn nó lấp lánh ghê á. Dạ cách đá. Ừ, sang ha. Quá sang. Còn thế cô dâu nào đây? Thế cô dâu nào đây? À cô dâu bé anh. Ok, ở đây một màu xanh nữa đẹp quá. Mấy cái màu này. Đây là mặt, đây là đồ đồng phục. Màu này hơi tươi. Cái này có thể là bưng bưng hỏi. Rồi bưng hỏi thì à. Thì lại là những cái mẫu bưng hỏi đó. Dạ. Em mua thêm nhá. Mà em thấy đây là có áo dài cô dâu đỏ này. Đúng rồi. Đây trời ơi. Cái này là quốc phục luôn á chị. Cái màu đỏ này là đem lại nhờ ý nghĩa của người Việt Nam mình là ngày đó là may mắn. May mắn. Những cái điều may mắn sẽ đến trong ngày cưới của đôi tân lang và tân nương. Trời cô dâu nào xinh thế nhờ? Ừ, đẹp ghê. Trời. Cô dâu này đỉnh rồi đấy. Sang à. Ôi, cho em cảm ơn chị ngày hôm nay đã đưa em đi trải nghiệm mà biết đâu qua năm sau mình cũng cưới sao đúng không? Đấy, cảm ơn em cầu được thế. Dạ, thì sau đây là buổi sáng chị em mình cũng đói rồi cả nhà cho nên nghe xin phép là cùng với lại chị Năm với lại chị Ba Anh cùng nhau đi ăn sáng. Và đặc biệt là chị Năm nói nghe là có một nơi ăn sáng rất là ngon ở Vĩnh Phúc này. Mình không biết là ăn món gì thì tí mình phải nhờ chị Năm đưa mình đi nha. Cả nhà đợi nha cả nhà. Xin chào cả nhà lại đến với kênh Nga Sumo tiếp theo ạ. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Vĩnh Phúc đúng không chị Năm? Giới thiệu cả nhà, đây là chị Năm, là bà xã của anh Hải, Hải Râu Camel. Và đây là chị bé Anh, cũng là nè, nghe có nhất là chuyên gia làm về áo cưới, chị áo cưới mà áo dài truyền thống. Hôm nay thì không biết là chị Năm buổi sáng sớm là chị em mình gặp nhau như thế nào, có tiết mục gì ngày hôm nay chị nhờ? Có tiết mục là buổi sáng là bánh cuốn gọi là gia truyền luôn. Bánh cuốn gia truyền luôn của Vĩnh Phúc. Ngon nhất Vĩnh Phúc mình. Chà. Trời còn gì bằng nữa chị. Đấy, vậy thôi thôi em để mời em. Dạ em chưa bụng để em ăn bánh cuốn này mà con đường này đẹp quá ha chị ha. Dạ thế thì thưởng thức hôm nay cái món đặc sản của Vĩnh Phúc. Đặc sản Vĩnh Phúc là bánh cuốn à? Cuốn này. Ôi đông chưa? Đây. Đây phóng chị, phải ô. Bánh cuốn nóng, bún chả đậu. Wow. Đây là à chị Chán này. Em chào chị. Vâng. Ồ. Được ngồi được chị ạ. Ồ một ngày cái này mình chán bao nhiêu ký bột vậy chị nhờ? 15 cân. 15 cân hả? Ồ, đây là cái bột này là bột gạo hay bột mì hả? Bột gạo tẻ. Bột gạo tẻ. Ôi. Gạo đặc sản. Gạo đặc sản Khai Hòa Nam Hồng. Cái này là mỗi lần mình chán mình phải quậy lên cho nó đặc tan cái bột hồng. Đặc sản gạo đặc sản bao thai hồng. Bao thai hồng. Vâng. Ồ. Còn cái này là nhân hả? Nhân mộc nhĩ. À nhân mộc nhĩ. Lâm hương. Thịt. Thịt mấy hạt thịt lâm hương. Đây. Bên đây con thấy không làm là đậu hũ chiên giòn đúng không? Phải không Phóng chị ạ? À? Đậu phụ chiên giòn. Wow, nhìn miếng đậu ngon nha. Đây là một xô thịt để mà chuẩn bị qua nướng nữa nha. Đấy, nướng lên là từng sâu như vậy nè. Wow, một ngày mình nướng tầm bao nhiêu xiên này anh nhờ? Xiên tầm khoảng 200 xiên. 200 xiên. Một xiên này thường thường mình bán là bao nhiêu tiền một xiên anh? 25.000. 25.000. Đây là thịt ba chỉ heo hả chị anh ạ? Ba chỉ heo, nạc vai. Ba chỉ heo với nạc vai, ngon nha. Thơm nha. Tí anh cho em mấy xiên nhá, mở okay nhá. Ok rồi, 10 xiên nhá. Thôi, ăn không mất 10 xiên đâu. Ăn thưởng thức thôi, còn khi nào em thử thách thì tính. Rồi, ok nha. Đây, ngon chưa? Khi nào mình biết nó chín? À, lúc nào lửa... lửa đều than mà vàng đều. À, lửa đầu than vàng đều là chín. Vâng. Chín tới thôi thì ngọt thịt. À, chín tới là mới ngọt thịt đúng không? Chín tới ngon thịt, mà thịt phải tươi. Thịt tươi nóng luôn. Dạ. Yeah. Vâng. Sáng ra lò mổ lấy thịt tươi. À, mình tự ra lò mổ mình lấy thịt tươi luôn. Tự ra chọn thịt đấy. Và ra chọn thịt thì nó mới đảm bảo. Dạ. Yeah. Vâng. Lợn sạch đấy. Tồi luôn hai nồi lấy. Wow. Hai bánh luôn. Nhất lượt này sang lấy. Ngồi đây bốc khói nghi ngút thích quá nha. Dạ em chào chị, chào buổi sáng mọi người. À ở đây là có anh đang
À, đánh dày nữa này. Em uống cà phê này không? Dày, dày này, dày của em đánh được không anh? À, cái này bao nhiêu tiền một đôi nhỉ? 20.000 hả? Tí có đánh gì cho mình cả nha. Vâng ạ, vâng. Đấy. Đó, được rồi, để em trả cho. Gia đình mình đi ăn sáng à? Quá đông quá nhờ. Dạ, em ăn tùm lum tùm la, phở hoa. Phở gà ta nè luôn, 35 Trần, Trần Quốc Tuấn. À, số điện thoại. Đấy, chủ quán kìa, có cái mặt của chị chủ quán kìa. Quay chủ quán nha. Quay chủ quán, đây là một kiểu luôn. Dạ, wow. Hello chị. Wow. Dạ, em cảm ơn. Này, phở của mình bán được bao nhiêu năm rồi chị ha? Chị bán được 5 năm rồi em ạ. 5 năm, chị tên gì vậy ạ? Chị Hoa. Chị Hoa, chị Hoa cười tươi cái nào. Ái chà, nụ cười này là chết người nha. Gà của mình là gà gì vậy ạ? Gà ta. Gà Bắc Hòa. Ồ, gà Bắc Hòa, có phở Bắc Hòa. Ôi, chị đang lọc cái đùi này. Ôi. Ồ, bác phở đấy hả? Phở chồng em đấy nhá. À, làm cho em bác phở hả? Rồi chị Năm ăn phở không? Chị Ban. Em ăn đầu hàng này không? Dạ, có luôn, chơi luôn. À, lấy da gà cho em. Đây, đây là gà. Đấy, rồi. Rồi, được rồi, cho em bò nữa, có bò luôn. Ôi, bắt bò này. Không có chừng qua nha. Đấy, dạ. À, chừng qua một tí thôi. Rồi, khi nào em ra ngoài em ngồi rồi chị mới cho ăn nước nha. Chị cho em nhiều hành lá này vào. Trời, bắt phở nhìn nó gần hành lá rồi. Đấy. Quá hấp dẫn rồi à. Chặt cho em nửa dĩa gà mà phần đùi đi. Chặt nửa đĩa gà, phần đùi thôi, chặt hai cái đùi đi. Hai cái đùi, chặt hai đùi. Sao đông thế? Quá trời đông luôn. Xe hai cả nhà ơi. Đây là phở gà ta nha, phở gà 35, phở bò 35 nè. Phở đùi gà 50. Nhận đặt gà lễ cưới luôn. Đấy. Đường hồi Trần Quốc Tuấn. Cho một bát ra đây, cho cô. Thì... ngóng chờ bao nhiêu ngày ta ngóng em á hả? Trời đất ơi. Là em nghe sumo lên tỉnh Vĩnh Phúc. Yeah. Và hôm nay là buổi sáng, chị trân trọng mời em đi ăn phở gà ta. Yeah. Và bánh cuốn gia truyền. Dạ, yeah, ăn hai món luôn. Trời, cái gì là ngon là chị muốn trân trọng. Trời, mời em. Em cảm ơn chị Nông, quá tuyệt vời luôn. Vậy là mình gọi một dĩa phở, một dĩa bánh ướt, bánh cuốn nhỏ nhỏ với lại một tô phở nhỏ nhỏ thôi ha. Không, không. Nó phải khỏng nhiều. Nó phải khỏng hả? Cái này phải cái gì? Phải khỏng. À, gặp em là cái gì phải khỏng. Nhất. Dạ. Và gọi là đặc sản của từng vùng như okay. Vĩnh Phúc. Ok. Vậy là... bây giờ vậy đi, em chưa có biết là bên chị làm bánh cuốn như thế nào. Thì em không biết cái dĩa nó ra sao, thì hôm nay em sẽ kiểu như là ăn trước mặt chị Năm với lại chị Bác Anh đi. Thì em sẽ hỏi trong quán, tí mình hỏi trong quán phở luôn là có cái tô phở nào bự nhất hay không. Mình làm một cái tô phở bự đấy. Rồi em sẽ ăn thêm 5 dĩa bánh cuốn. Được chưa? Rồi cả chiều hôm nay là mình có nhiều tiết mục lắm ở nhà, cho nên mình chỉ là ăn sáng nhẹ nhẹ như vậy thôi. Rồi, ăn nhẹ nhàng. Còn chị là cũng bánh ướt bánh cuốn nha. Rồi okay. Phở là okay. Đi thôi cả nhà ơi, vô mình gọi món thôi. Đấy. Mà dĩa bánh của mình ở đây bự không ha chị ha? Đâu cho em coi thử dĩa bánh đây. À, một dĩa nó như vậy hả? À, là hai cái hả chị ạ? Bốn cái một đĩa. Ồ, bốn cái một đĩa. Wow. Đây, sau khi mà mọi người deal với nhau. Sau khi mà mọi người deal với nhau như vậy, cả nhà một đĩa nè, thịt nướng nè, chả nè. Wow. 6 đĩa nữa. Rồi, ok. À, tình yêu ơi, cho em mấy bát phở qua luôn nha. Lấy cái bát nào mà lớn nhất của quán á. Nha. Mấy bát phở nữa. Dạ. Cái bát nào lớn nhất của quán làm cho em bát phở nha. Cho gia vị ớt à. Em cho anh lên cái. À, anh hả? Anh tên gì? Anh tên An. Nay được chứng kiến sumo là An. Bữa thích soạn. Vậy anh tên gì đó nè, bắt tay cái nè. Anh tên gì? Anh An, mời anh An ngồi đây luôn. Okay. À, bữa nay mời, à xỉa răng rồi. Xỉa răng rồi làm thêm một bát nữa không? Rồi, anh ủng hộ cổ vũ em luôn. Rồi, chiến luôn nha. Rất đông nha, cả nhà vui lắm. Mới sáng mà. Thêm mấy bát phở nữa chứ hả? Thêm mấy bát phở nữa em. Dạ, bát phở khổng lồ nhất của quán của chị Hoa. Ok. Đấy, còn bên đây là anh thịt nướng, vẫn đang nướng đồ. Đấy, mình đang đợi bát phở ra nữa là mình chiến thôi. Ok. Wow, quá xuất sắc. Từ từ nha, để cho em kéo cái tô vô. Bà chủ vô luôn, bà chủ vô ngồi luôn, ok, mời bà chủ ngồi luôn. Đây, ngồi xoay lại. Xoay lại chụp tấm hình nha.
Vui quá. Rồi chị Ben ngồi vô. Có gia đình chưa? Dạ chưa. Mới giờ thì anh có cơ hội đúng không? Được luôn. Đi vào đây hả? Ồ hay quá ha. Gấp đôi đi này. 6, 8, 9 chứ. Em à, thích có cái chén ớt này là ngon này. Đấy. Thích cái chén ớt này mình đổ ở đây này. Vâng ạ, suối bia thì ăn 5 suất này, em nghe Sài Gòn 10 suất này. Đấy, em muốn 5 suất à? Cái này với cái này. Em ơi, hôm nay xem thử là em ăn thật hay là kỹ xảo. Hôm nay em sẽ chiến hết cái này với lại 5 dĩa này. Của em nha. Có thanh niên ăn thôi ta, thanh niên ăn thôi nhỉ. Thanh niên ăn là chị về đây. Không, ăn hết chứ không có bấm giờ. Ăn hết rồi. Ăn người em. Ăn hết rồi. Cả nhà mời em đi. Cả nhà mời em. Chơi luôn. Nói giỡn rồi đi. Mới sáng không say xỉn. Đây là của em Nga nha, mời em Nga đi. Dạ dạ, ông em đợi phở của mọi người luôn. Ăn sáng chung cho vui. Thôi được rồi, em cười đi còn phở sau. À phở sau hả? Ok vậy thôi em xin phép mời đại gia đình nha. Xong là phở. Ăn phở sau. Dạ em mời cả nhà ha. Rồi phía sau kìa luôn á, mọi người làm mình rối quá. Đây em mời đại gia đình của mình nha. À trang với cái nước này hả? Đây. Tên em là Sumo em. Không chấm vào bát, chấm thẳng vào bát em ơi. Ai? Bát đây nha chị là. Em trang rồi. Thôi được rồi, để em, cứ để em, cứ để em. Chị cứ ăn đi, chị đó, chị cứ ăn đi. Chị cứ để đây cho em. Em cảm ơn, cứ để đây cho em. Thích ăn cái gì mình ăn. Dạ. Hôm nay thử thách của mình là ăn hết 5 dĩa này với bát phở khổng lồ nhất của quán chị Hoa nha. À, em mời chị anh, em mời chị Năm. Mời em. Ôi. Đây là thêm bát phở nữa nha. Đây của chị là cho bán như này này. Em. Em xin. Cả nhà nhá. Mời cả nhà, mời cả nhà. Nhiều quá ha. Chấm vào đây hả? Em bỏ cái này này. Wow. Đấy, thế mà anh ấy cũng bảo quay đây ăn thế luôn chứ. Đây nha. Đấy nha. Như là ăn thêm một ít gà. Ngon không? Có nhiều vậy? Đây là 2 ạ. Đùi gà đây ngon lắm nha. Ngon mà. Hết 2 đùi gà luôn. Đồ ăn ngon, em ăn bạch có 2 lần này. Bát khổng lồ, bát khổng lồ này thôi. Bát khổng lồ quá nhiều rồi. Ăn đi chị Năm. Ăn đi. Chia sẻ like cho con em. Ăn đi để mọi người có thêm ngon. Tác nghiệp cho ông tỉnh cười nhá. Bánh có ăn được á. Ngon rồi. Đấy, suất thứ 2 nhá. Sẽ bằng nhanh. Suất thứ 5 rồi nhá. Rồi, chia sẻ cả nhà. Em anh suất thứ 3 này, em ăn thì anh ăn nhanh lắm à. Đấy, 2 suất nhá. Đang ăn thi đấu mềm nha. Anh chiến đấu nhá. Anh ăn được. Ban thi mềm nha. Đấy, em ăn lắm gần xinh đẹp nữa nhá. Nhìn em ăn anh kẹp. Bánh phú này ăn được lắm nhỉ? Ngon lắm. Còn thứ ai ăn được, suốt bữa ai người ăn đi. Đi vào ăn. Nhìn em ăn kẹp. Ăn bao nhiêu mà vẫn cứ ngồi, vẫn cứ ngồi. Ăn đi như đội. Nhìn kia ăn thỏ thẻ bên này. Bữa nay em đi bán cà phê luôn. Hôm nay nghỉ bán cà phê luôn. Để em ơi, để quay em. Không, bánh của mình có ăn ngon cái gì nào. Ăn được cái đấy nha. Em
lúc nào mình sẽ ăn lúc ăn. Ai uống cà phê thì tí nữa gọi nhá. Cứ cài xem mới vào này. Thôi đêm nay xong rồi hãy gọi. Hôm nay gặp đấy. Hôm nay gặp đúng không ạ? Hôm nay gặp đấy. Mới mấy em ơi. Bây giờ đang đi tắt đi học. Một suất về nhá chị ơi. Một suất năm nay ăn ngon nhé. Thế này mình ăn được. Ăn nhưng mà chỗ này ăn hết không? Dạ. Đấy, ăn hết 4 đĩa này. Em ăn hết cái này, nhớ mà. Ăn hết. Dạ không, em chỉ ăn cái này với lại mấy gì bánh ướt thôi. Bát này cũng được. Bát này cũng được. Bát phở khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Bát này cũng được. Phở rất ngon. Phở ngon. Thế đây ai cá độ không mà bỏ một cái ăn. Cái ra hôm nay phim trở ra. Không cá. Không, cá này là 15 thôi. Cá mà đây là người ta lai xin. Cái sức lực là ăn được. Nhưng nó phở hay không? Hết rồi, gần hết rồi. Đánh giày đi. Chị không sợ nha. Năm mới cố gắng bằng một. Ở đâu ngoài bán nước đi. Mình đồng 13 suất. Cà phê đi. Ăn thật đấy. Ăn thật Việt Nam chưa có đối thủ. Đấy, là đầu. Xem chị. Siêu to khổ lồ. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi, lắp bò mềm ghê. Ngon lắm. Bát phở. Phở ngon. Nghe trang của em là Nga gì? Nga Sumo à? Nhà. Bảo theo dõi anh. Em cảm ơn ạ. Chị ơi, chị có ăn hai đĩa thịt gà kia không? Anh để nó đẹp đấy. Để nó đẹp hả? Chả này bữa nay không em? Chả này ăn. Em cao chả đá kìa. Ăn hết bát phở. Cho ly trà đá đi. Trà đá quá đẹp rồi. Có chả có... Trời, ngon chị ơi. Ăn khỏe là còn xinh nữa chứ. Em là mắc cái bệnh xinh đấy. Ăn không được luôn. Hello thưa em ơi. Không hấp thụ được sao? Mọi người chia sẻ với em. Ra đây em. Quán bánh quấn đây này. Có 50 suất rồi, 5 suất chưa? Gần quán phở gà. Anh cơm tấm mấy suất rồi? 5 suất chưa? Em 5 suất rồi. Không có biện đỏ của chị bán cà phê, chị nói giờ này không biết tiếp khách. Không điện đớm mà không order cà phê hiện tại. Khách không bán hàng hết hết. Bát phở của chị Hoa nè, bao nhiêu phần rồi nhờ? Xe là 5 suất chứ còn à. Đây, 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 đây. À, nhìn chị nhỏ nhỏ như em thôi. Nhỏ đúng như em luôn. Ngon. Dáng đẹp ngon. 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 Cảm ơn em xin. Rồi này đây. Ngon. Thêm một ly nữa. Ngon. Mình thấy đùi gà thèm quá mình ăn. Mình mời cái này. Gà Bắc Hà ngon quá, chấm cái lớp da vàng nóng quá chị ạ, ngon. Ngon. Ăn thôi, uống cà phê cho chị nhé. Dạ. Ăn sáng cà phê ấy nhờ, trà đá lúc vào nhờ. Nga Sumo để uống cà phê để quảng cáo. Xong đánh chạy cho em với nhá. Sáng người ta không bán cà phê để đi quay. Chắc không? Khách gọi là tắt máy đi. Gà này là gà khủng long đấy. Ngon. Đang ham chơi nên đang phải cho gà bỏ chị Hoa. Quay em Nga Sumo đây. Ngon gà ngon nhỉ? Gà chắc luôn. Ngon. Ăn thật cho mọi người nhá. Bắp phở nóng lắm.
topping nha. Rồi, cảm ơn. À, dễ thương quá vậy? Đấy, dáng quá kìa. Đấy, em tí em đánh giày cho lọ nữa. Ừ. Chị em mình có ăn này thôi xong. Ừ, chào cô. Ăn thử. Ăn ăn. Đang là chị một miệng khổng lồ. Đợi tí. Wow, quá trời topping luôn à. Ngon. Chị Hoa bữa lên như chị em. Muối đây, đây. Đây, muối đây. Ô, chấm gà hả chị? Trời ơi. Chấm gà, chấm bò luôn. Em một tí. Thôi ngồi đây nó chật. Ngồi đây nó chật. Bác cho hả? Nó chật nó ngon. Ok. Ok. Đây, hai bạn đây đi. Hai bạn. Ra để ăn bánh cuốn mà. Thèm. Thèm ra. Ôi. Đây chị này con ăn 20 suất bánh cuốn rồi. Chị Nam có hay ăn ở đây không? Có. Ừ. Chị hay ăn sáng này. Anh chị cả hai có khách vâng, ăn ở đấy. Một bà chủ rất là có tâm với lại công việc ấy nhỉ. Ừ. Ngon. Không đi bán hàng nữa nhìn con ăn luôn. Hay quá. Dạ tí con ăn một bà bán cái gì ạ? À tăm bông. Ừ tí con lấy tăm bông tắm mà con không có tăm bông rửa đổ tay. Bánh cuốn cũng ngon. Ngã phở này da gà nó giòn quá. Gà ngon. Cà phê thì đặc biệt. Tí cái này là mình không? Mình mang đi cắm trại. Cà phê của cái cô nãy hả? Đó, chị Năm là gần hết luôn rồi nha cả nhà. Vị thứ hai đó. Chị Năm thì ăn hoài không mập luôn. Ngồi, cái da gà này. Chị làm cái này mấy phần mà chị Hoa? Chỗ này phải 3 phần này. 3 phần, 3 4 phần người khác đây. Bát to mà. Hèn chi ứ. 4 cân luôn hả? Mẹ ơi. Em cũng mới 6 nha. 46 hả? 45 cân. 45 kg. 45 kg. Miên gọi. Miên sumo nó mới xếp được đó. Một miên gọi. Đâu chị Mai chứ nào ra cho bà ấy. Trẻ thế nhỉ? Trẻ quá, trẻ quá. Xinh quá. Chị Nga xinh năm bao nhiêu? Bí mật. Bí mật à? Bác Hảo, bác Hảo trực tiếp. Bác Hảo, bác Hảo ăn 10 xô bánh cuốn. Bác Hảo, siêu to khổng lồ, hai cái mùi gà. Mấy bà chủ đây không ai chịu bán hàng luôn. Rồi, một động tác cuối cùng nha. Chưa? Vâng, vâng. Nuốt hả? Da gà nó ngon, mình muốn nhai lâu xíu để mình cảm nhận cái độ ngon của dây hả? Nước phở có hợp không? Ngon đúng không? Em thích hương vị Bắc. Ê, ngon. Mẹ mang cái máy treo ở xe của con rồi. Dán đẹp nhỉ? Wow. Đấy đó là dây phở ngon nha. Đây, mỗi chị em mình một cái đùi. Này. Này cả nhà nhìn cái đùi này. Đấy. Vâng. Bát phở đã hết nha. Đây. Rồi để đấy em này. Này ngon chưa? Chấm vô này nè. Ngon lắm. Ngon chưa? Anh ăn hết bát phở cái đi. Quá ngon. Phở cái tí ngon. Chị này ăn hết bát phở
hỏi đi. Chị này có ăn hỏi nào rồi. Mấy chị là chị ăn sáng nha, vui vui thôi. Chị Hải hai suất mới đến thôi. Đây là ăn sáng vui rồi đấy. Ăn vui thôi. Ăn sáng này thì công nhận gà chắc thiệt lắm. Gà chắc thiệt. Gà ngon. Đây là gà ta là có thật đây này. Gà lực sĩ nè. Tập nè. Đấy. Gà chuẩn gà này gà tập gym. Gà. Ừ, ai chủ quán. Anh Hải thì đang để tinh thần để trưa nay cái một cái khoanh đùi này là mọi người bình thường làm ăn bữa cơm ấy. Quả gà mấy bánh cuốn đây là thương hiệu rồi. Nha. Đông quá. Bán ngon nhất thành phố kia rồi. Hôm nay không? Chị Năm đặt ra cho mình cái thử thách là ăn 5 dĩa bánh cuốn nha. Còn chị Hoa thì cho mình bao nhiêu phần phở quên nè. 3 bát đấy. 4 phần phở. Là thành 7 phần rồi. 7 phần rồi. Đấy mình. Nói chung là hoàn thành rồi, mừng quá. Hoàn thành bữa sáng. Đúng là nước bà chia mới trên TV thông tin nhưng mà hiện tại. Ê, miếng gà này. Đấy, đã miếng gà này. Đây là cho caramel của mình miếng. Đấy. Dạ con. Đói rồi. Buổi sáng giờ đói lắm rồi đấy, thương lắm. Caramel rất đói rồi. Đấy. Đấy, chưa ăn xong à? Đấy. Cái nước gà này là mình rất là thích nè. Cái cô làm cô ăn 3 miếng cái đùi gà rồi. Ôi. Em ơi, giá đó đúng là không đọc vào. Anh ăn mấy miếng rồi? 5 miếng rồi chị. 5 miếng rồi à? Trần Quốc Tuấn, chú Trần Quốc Tuấn. Chú Phở Hoa, chú. Công nhận gà của chị Hoa chắc thiệt sự á. Nha. Xin chào bà. Chiều nay mình còn gà này rất là chắc. Chắc nhỉ? À. Gà này gà dập chim. Ồ, miếng thịt gà này nạc này. Alo, cái gì mà alo, ra đây à, chấm vô chị, tình cảm với em mình vô một chén muối đi. Ra đây à, chị Hoa, à, chị bé anh đây làm một chùy nữa. Em còn bao nhiêu của em này? Em bỏ phí lắm. Đấy, gì thôi mình ăn hết luôn gì, đáng lý lần kia không ăn nữa đâu. Nhưng mà gà ngon quá chị Hoa, chị Hoa đậu mất tiêu rồi nhờ. Phụ lòng chị Hoa nữa. Em thấy mình tới bãi đúp bồ, đúp bồ truy luôn. Chị đang xem Nga Sumo, ăn không biết no. No. Em có no nha. Có no, có no. Dạ có no chứ. Cái sao quá nhỉ? Hỏi sao? Tài xuất hiện ở trong điện thoại mình thông tin. Đây không hoàn toàn là thực sự nhá, không có cắt ghép nhá. Thực tế 100% nhá, tại ba nhà mình chân được. Thôi đừng quay con. Quảng cáo bà bán nước luôn. Ngon thế. Cho đĩa bánh rán nữa, ăn được không ạ? À, cho đĩa bánh rán ra đây nhá. Đấy, cho đĩa bánh rán ra. No rồi. Đo rồi, đo rồi. Đo rồi, chắc giờ để ăn gì nữa. Cái đấy để chưa bắt đầu. Đây là rời nhà ngày đâu, không thể để ăn đấy mà. Ăn buổi sáng nhẹ nhẹ thôi. Đây là ăn gì? Buổi trưa là chính thức. Chị cho 10 gà bánh rán ra đây để thưởng thức là trắng miệng. Trưa nay em không? Chết. Em đi bít bít. Đi tập đạo. Bây giờ
À, bây giờ lên núi. Nga chia sẻ bí quyết là ăn nhiều không béo cho các chị béo đỡ phải đi tập gym. Mọi người ăn nhiều không béo là cứ nghĩ là ăn không mập là sẽ không bị béo. Vậy là cái gì có trong đầu sẽ có trong tay hả? Dạ. Có trong đầu có trong tay hay à? Máy này sử dụng kiểu gì á? Công nhân nào nhá. Nga Sumo đã ăn hết 5 đĩa bánh cuốn rồi, 4 đĩa bánh nhỏ nhỏ. Chán ra chén thuốc cấn nhá. Rồi lại ăn bánh tán. Câu view luôn cùng mấy Nga ăn nên nhiều. Ai gọi thế? Ai gọi thế? Phố cổ nhá, ba ba chén thuốc cấn phố cổ nhá. À, phố cổ ba ba chén thuốc cấn. Ba ba chén thuốc cấn. Rồi. Này cái bầu câu này em thích lắm. Đi ăn thì đói rồi em. Nhìn chị ăn thì đói cả đói. Đã bảo Trần Quốc Quấn nhá. Ê. Có hai đứa đang ăn bánh cuốn nhưng mà phở Trần Quốc Quấn phải ăn. Thật tốt nhỉ. Mày ăn thế mà có 5-6 cân luôn. 46 cân. Bác ơi đây. Hơn 40 cân chứ. Cho hai bác luôn chưa nhỉ? 46 cân. Bác ơi đây cho hai bác nắm cho hai đó rồi. Cái bò ở ngoài cũng bảo là thật luôn nha. Này cái xương không làm được. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời nào, vỗ tay đi. Cả nhà vỗ tay nào. Em cảm ơn đại gia đình. Ồ, cảm ơn. À, chúc các bạn về nhà vô. Khỏe. Dạ. Buổi sáng mới về nhá. Ủa nước trà này nước trà lạ quá nhờ. Chua chua, ngọt ngọt. Trà chanh. Cả nhà ơi, hôm nay phải nói là một buổi sáng quá là náo động luôn. Náo động một khu phố. Thì Nga cũng xin phép là cảm ơn đại gia đình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Năm đã đưa em đi ăn thưởng thức những cái món ngon ở Vĩnh Phúc. Cảm ơn chị bé Anh nữa. Em cũng kính chúc chị bé Anh là cái tiệm áo cưới, áo cưới truyền thống của chị luôn luôn. Luôn luôn là buôn may bán đắt. Số điện thoại của mình để đặt áo cưới là số nhiêu chị nhờ? 0904 017274 nha. 0904 017274. Còn nhà hàng Violet của mình là bao nhiêu vậy? Trung tâm sự kiện Violet là cả nhà hàng số bia nữa. Là số điện thoại 0987 690 999. 0987 690 999 nha cả nhà. Cả nhà có thể là đặt tiệc cưới nè hay là ăn uống ẩm thực ở bên nhà hàng của chị Năm, nhà hàng Violet, nhà hàng suối bia nha. Và Nga xuống một câu của em hay nói, không phải là thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích. Đúng rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. Và nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.